vị và các bạn, giao thương hàng hóa là nhu cầu không thể thiếu ở mỗi địa phương nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Những năm qua, với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, sự hỗ trợ của các dự án, tổ chức nước ngoài, nhiều ngôi chợ đã được đầu tư khang trang, trong đó có dự án chợ Lip Sáp, chợ kinh doanh thực phẩm tươi sống, tạo điều kiện cho tiểu thương và người dân kinh doanh, mua bán, hàng hóa được thuận lợi hơn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, sau thời gian xây dựng, xem ra hiệu quả mà nó mang lại chưa tương xứng với số tiền được đầu tư. Một theo dòng thời sự hôm nay sẽ phân tích rõ hơn về điều này. Thiết bị hư hỏng chỉ qua một thời gian sử dụng, nhiều hạng mục hệ thống nước sạch không phát huy tác dụng. Đó là những gì đang hiện hữu tại chợ kinh doanh thực phẩm tươi sống Lít Sáp, Quảng Lập, xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương. Trong số 35 quầy sạp được đầu tư tại đây, mặc dù đã qua gần 5 năm sử dụng, nhưng chỉ thu hút được 20 tiểu thương kinh doanh, tức chỉ đạt khoảng 50% diện tích thiết kế ban đầu. Cũng lãng phí chứ, thiệt. Mấy cái lô đó bỏ không cả mấy chục triệu của anh ta mà, mướn thì họ cũng mướn được. Không khác là bao so với chợ thực phẩm tươi sống Lip Sáp, xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương. Tại chợ Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, nhiều quầy hàng cũng vắng bóng tiểu thương và người dân mua bán. Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại chợ Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm. Mặc dù là nằm ngay được trung tâm của xã và được đầu tư rất quy mô, tuy nhiên là cái số lượng quầy và người dân sử dụng rất là ít. Như vậy thì các cái công trình ở đây đang được đầu tư và đang bị xuống cấp rất là nghiêm trọng. Chợ thực phẩm tươi sống xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm được xây dựng năm 2013 với tổng mức đầu tư gần 1 tỷ đồng, diện tích sử dụng gần 1.000 mét vuông, gồm 25 quầy hàng kinh doanh thực phẩm tươi sống. Điều đáng nói là tuy quy mô đầu tư lớn, nhưng chợ Lip Sáp ở xã Lộc Quảng chỉ kinh doanh và thu hút được một số ít người mua vào buổi sáng. Ngay từ đầu thì họp dân lại thì họ đăng ký rất là nhiều, không đủ quầy sạp cho các tiểu thương, nhưng mà khi thực tế thì nó lại khác. Quanh cách một cây tới một cây rưỡi số là không có được bán các thực phẩm tươi sống, nhưng mà địa phương, ủy ban địa phương không có làm được, do đó nên chỉ là các quầy là bây giờ là bỏ không. Chợ kinh doanh thực phẩm tươi sống được dự án Lip Sáp hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới nhằm góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, bảo vệ trong kinh doanh, xây dựng mỹ quan đô thị. Dự án này chính thức hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng từ năm 2012. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã được đầu tư xây dựng 31 chợ ở các huyện Đà Thẻ, Bảo Lâm, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Cát Tiên, Di Linh, Đam Sông và thành phố Bảo Lộc. Thực tế cho thấy, việc xây dựng chợ thực phẩm tươi sống đã có phần tạo nên diện mạo mới, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Nhưng xem ra hiệu quả mà nó mang lại thì không như mong muốn, gây lãng phí nguồn ngân sách đầu tư. Tại sao là chợ trống? Là vì bây giờ những người ngồi trong này ấy, làm ăn không được, bắt buộc người ta phải rút ra ngoài kia thôi. Còn như chúng em cố thủ ngồi trong đây chẳng qua là bây giờ ngoài đấy chúng em không còn chỗ để chúng em ngồi. Chúng em rất là bức xúc. Gần 10 năm nay rồi, hết hứa này hứa nọ. Bây giờ nói có thể là nhiều chị em không sợ đụng chạm, không dám nói. Rất dễ nhận thấy một thực tế là hầu như các chợ thực phẩm tươi sống Lip Sáp sau một thời gian xây dựng đều bị xuống cấp. Bởi một nguyên nhân rất đơn giản, đó là công tác quản lý lỏng lẻo. Thực tế khi đi vào hoạt động thì thấy chất lượng của các quầy sạp nó không đảm bảo mấy. Trong quá trình nó mau xuống cấp. Cũng cần nói thêm rằng, ngoài công tác quản lý còn lỏng lẻo, việc quy hoạch khảo sát trước khi đầu tư xây dựng chợ thực phẩm tươi sống còn nhiều bất cập. Địa điểm xây dựng chưa hợp lý. Hầu như các chợ đều xây dựng ở các vùng sâu, vùng xa. Nhu cầu mua bán kinh doanh của người dân còn hạn chế. Chính vì vậy, gần như công suất sử dụng không hết, gây lãng phí. Mặt khác, số chợ thực phẩm tươi sống đều xây dựng sau chợ chính của từng địa phương.
Trong khi đó tâm lý người dân thì tiện đâu mua đó. Với cái diện tích của xã thì dân cư thì nó cũng ít, nên thì nó cũng cái số quầy dư cũng nhiều. Thứ hai là một số cái hạng mục mà đầu tư thì đến nay nó cũng đã xuống cấp hư hỏng. Nên đương nhiên cái phần kinh phí sửa chữa thì nó cũng là giao cho địa phương tự chủ, cho nên nó cũng có khó khăn trong cái phần tu sửa. Chúng tôi thấy rằng là mình phải quy hoạch tổng thể cái trận. Về cái mặt mà chúng ta quy hoạch riêng từng các loại buôn bán, thì khi mà bà con muốn mua bán cái hàng thực phẩm tươi sống thì người ta đến cái khu vực thực phẩm tươi sống. Còn muốn mua rau, mua những cái sản phẩm khác thì người ta đến cái khu vực, thì nó sẽ tách bạch và chúng ta kiểm soát được cái lĩnh vực mà trong môi trường. Việc đầu tư xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm là việc làm cần thiết nhằm xây dựng chuỗi cung cấp thực phẩm sạch cho người tiêu dùng, đồng thời kiểm soát và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Vì vậy, làm gì để đưa các chợ kinh doanh thực phẩm vào hoạt động hiệu quả là yêu cầu mang tính cấp thiết. Cái nguồn vốn chúng tôi là đầu tư và trực tiếp quản lý chính là ở dưới địa phương. Mà đặc biệt là các cấp chính quyền, là kể cả hệ thống chính trị của địa phương phải phối hợp với nhau để mà cùng nhau mà với lại hướng dẫn các ban quản lý chợ để quản lý theo vận hành. Chứ còn nếu mà một mình chúng tôi, mà chúng tôi thực sự là chủ yếu là đầu tư và hướng dẫn những quy trình vận hành, chứ còn không trực tiếp quản lý ở địa phương. Cho nên là cái khó khăn đó. Thứ hai là cái nguồn vốn thực sự là một công trình chợ trên dưới 1 tỷ bạc cho một cái nâng cấp, một cái chợ. Thì phải nói là cái hệ thống quầy bàn không, chưa nói là hệ thống xử lý nước thải, cũng là gọi là cố gắng lắm. Chứ còn nếu mà một cái chợ muốn nâng cấp hoàn hảo thì phải vài 3 tỷ, 5-7 tỷ. Thì nói chung là ví gọi là đáp ứng được cái nhu cầu mà người dân mong mỏi hay là của các cấp chính quyền đáp ứng được. Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc kinh doanh buôn bán là nhu cầu rất yếu của người dân, và đầu tư cái hệ thống chợ lắp ráp có thể nói là phục vụ rất tốt trong cái việc kinh doanh thực phẩm tươi sống của bà con nông dân, nhân dân ở các địa phương. Với những cái giải pháp mà chúng tôi vừa nêu thì hy vọng rằng thời gian tới thì các cái chợ thực phẩm tươi sống sẽ được đầu tư và có những cái chính sách để thu hút người dân cũng như là tiểu thương vào kinh doanh buôn bán. Trong khi nhiều trường đại học top giữa, top dưới có phương án tuyển sinh nới rộng điều kiện tuyển thẳng như tốt nghiệp trung học phổ thông loại giỏi, 3 năm học sinh giỏi, học sinh trường chuyên, có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, đã tham dự cuộc thi đường lên đỉnh Olympia, thì một số trường học lớn vẫn giữ những quy định khắt khe về tuyển thẳng để khẳng định uy tín, vị trí của mình.